Ngày 6 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng quân chủng hải quân, đại diện lãnh đạo một số địa phương đã đến thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây là đoàn công tác số 10 đến thăm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của quân và dân huyện đảo Trường Sa cùng cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong năm nay. Dự kiến trong chuyến đi kéo dài hơn một tuần, đoàn công tác sẽ đến thăm tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ 8 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, nhà giàn JK1 và nhân dân sống trên các đảo. Đoàn giám sát Ủy ban Đối ngoại Quốc hội vừa làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tình hình thực hiện các điều ước quốc tế đã ký kết giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 2001-2018. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua, tỉnh luôn duy trì và phát triển tốt quan hệ với các địa phương của Nga, thường xuyên phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn phi Nga tại Liên doanh Việt Nga Vietso Petro tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao. Đến nay, tại Bà Rịa Vũng Tàu có 8 doanh nghiệp Nga với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, 7 văn phòng đại diện của các công ty quốc tịch Nga. Từ năm 2014 đến năm 2018, các doanh nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất khẩu các loại hàng hóa sang Nga với tổng kim ngạch hơn 1 triệu đô la Mỹ và chủ yếu là hàng hải sản, nông nghiệp, may mặc. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc với cử tri các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong quý 1 năm 2019. Kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 4 tháng đầu năm 2019. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng lắng nghe và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giá điện xăng tăng, tình hình trật tự giao thông gia tăng do sử dụng ma túy rượu bia. Đối với các vấn đề liên quan đến tỉnh, cử tri kiến nghị không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo, nâng cấp đường giao thông xuống cấp, hỗ trợ người dân đánh bắt xa bờ và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trước thực trạng nhiều điểm đen về môi trường trên địa bàn tỉnh chưa được cải thiện, tuần qua, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy đã khảo sát thực tế một số điểm đen ô nhiễm môi trường gồm khu vực đầu cầu Cửa Lớp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, khu vực xóm đạo ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền và khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Qua khảo sát thực tế cho thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực này chưa giảm, thậm chí tại một số điểm, tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu lãnh đạo chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trước vấn đề này và nếu chủ tịch phường không làm được thì phải thay thế. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành tài nguyên môi trường phải nhanh chóng có giải pháp xử lý ô nhiễm và tăng cường công tác hậu kiểm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về công tác bảo vệ môi trường. Tính đến thời điểm này, cả nước có 24 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi, trong đó tỉnh Đồng Nai và Bình Phước đã công bố xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình trên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm phòng chống bệnh dịch này xâm nhập vào địa phương. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi của tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép heo, sản phẩm của heo từ các tỉnh thành đang có dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với các hoạt động như đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, tổ chức đợt thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại 15 doanh nghiệp, hội thảo tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, thăm các doanh nghiệp, gia đình công nhân bị tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trong tuần qua, hàng chục công nhân đã từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn Sotel đã treo băng rôn trước cổng công ty tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, yêu cầu công ty chi trả lương và chế độ bảo hiểm xã hội, công ty nợ công nhân.
Đây là những công nhân nằm trong số khoảng 200 người bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ tháng 9 năm 2018 đến nay, nhưng không giải quyết đầy đủ lương, chế độ bảo hiểm xã hội. Surfail là công ty đóng tàu có 100% vốn của Singapore thuộc tập đoàn Trivia tại Việt Nam. Hiện Trivia đang làm thủ tục phá sản. Làm việc với ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Surfail hứa sẽ tiếp tục trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để bàn bạc thống nhất phương án giải quyết có lợi nhất cho người lao động. Ngay khi có nguồn vốn đầu tư của tập đoàn Trivia, công ty sẽ thanh toán nợ cho người lao động trong thời gian sớm nhất. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại Bệnh viện Lê Lợi, xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế. Nguyên nhân là do chậm trễ trong dịp đấu thầu thuốc năm 2019 trễ hơn 5 tháng. Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc cũng như đấu thầu thuốc trễ, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải mua thuốc dự trữ ít nhất 3 tháng, điều chuyển thuốc giữa các đơn vị mua thuốc bổ sung với các hình thức phù hợp để đảm bảo có thuốc trong thời gian nhanh nhất. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Y tế, Sở đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh và đến ngày 10 tháng 5, các loại thuốc bảo hiểm y tế đã được chuyển về các bệnh viện.